Trở lại với những thông tin văn hóa trong nước, Á quân chương trình âm nhạc Sao Mai 2017 Thu Hà vừa tổ chức mini show Em đứng giữa giảng đường hôm nay và ra mắt MV cùng tên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Từng giành giải nhì dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2007, nhưng Thu Hà lại chọn con đường cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Và những tình cảm với sự nghiệp chồng người được Thu Hà dồn cả vào MV Em đứng giữa giảng đường hôm nay. Ở MV này, cô gái sinh năm 1983 tại Hưng Yên muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích và đam mê nghệ thuật, đặc biệt có ước mơ trở thành giáo viên dạy âm nhạc, có thêm động lực theo đuổi ước mơ của mình. Cái MV này nó giống như là cái cuộc đời của mình, nó là cái ước mơ của mình. Và khi mà mình đạt được để mình trở thành một giảng viên như ngày hôm nay thì mình cũng mong muốn là qua cái MV này có một cái chút gì đó tạo một cái động lực để cho những bạn mà đang có ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai thì các bạn có thêm động lực. Ca sĩ Thu Hà hiện đang là giảng viên dạy thanh nhạc tại khoa nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mini show Em đứng giữa giảng đường hôm nay và MV cùng tên cũng là dự định mà cô ấp ủ từ lâu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.